Thẩm mỹ viện Xuân Hương, một trong những thẩm mỹ uy tín bậc nhất tại Việt Nam, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo dạy nghề phun xăm thẩm mỹ. Đến với Xuân Hương, bạn sẽ được nghệ nhân Đặng Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thẩm mỹ viện Xuân Hương, người có bàn tay vàng trong lĩnh vực thẩm mỹ chăm sóc da, với hơn 20 năm kinh nghiệm, sẽ trực tiếp giảng dạy những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên viên phun xăm chuyên nghiệp. Học viên sẽ được tiếp cận giáo trình dạy phun xăm mới hiện đại nhất hiện nay do chính Thẩm mỹ viện Xuân Hương biên soạn. Chính vì vậy, ngoài việc được học những bước cơ bản nhất, bạn còn được nghệ nhân chia sẻ những bí quyết riêng chỉ có tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương để giúp bạn định hình dáng mắt, môi, lông mày và tạo dáng, tô màu sao cho đẹp nhất, đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Đặc biệt, với chứng chỉ được cấp phép tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương, bạn hoàn toàn có thể mở cơ sở kinh doanh hợp pháp trên toàn quốc. Đăng ký khóa học ngay trong tháng này, Xuân Hương dành tặng học viên những ưu đãi tốt nhất. Tham gia khóa học phun xăm 3 tháng với chi phí 40 triệu, bạn được tặng một máy phun xăm trị giá 5 triệu và một khóa học chăm sóc da trị giá 20 triệu. Tham gia khóa đào tạo spa chăm sóc da 20 triệu, Thẩm mỹ viện Xuân Hương sẽ tặng thêm một khóa học body trị giá 10 triệu, nối mi trị giá 5 triệu, waxing trị giá 5 triệu. Ngoài ra, tham gia khóa học giảm béo 20 triệu, được tặng một khóa học triệt lông 20 triệu. Đăng ký khóa học triệt lông sẽ được tặng một khóa học giảm béo. Chi tiết vui lòng liên hệ Thẩm mỹ viện Xuân Hương, 22 Triệu Việt Vương, Hà Nội, hotline 1800 6999.